Đó là cái mình muốn lưu ý. Thứ nhất đó là các bạn, cái màu sắc á, hàng mật ong á nó sẽ giữ màu tốt hơn hàng ngày, màu rất là tươi. Thứ hai á là cái vị đường mật ong mà nó pha á nó sẽ bị gắt, còn này sẽ không bị gắt. Và cái cuối cùng mình nói là hàng này nó lỏng hơn, thấy không? Cái hàng mật ong này nó lỏng hơn nè, mình nè, lỏng hơn nè. Mình đưa nó đâu nó chịu ở đó nè, hàng này sẽ đặc hơn, nó có đường á. Hello nha, xin chào mừng cả nhà quay lại kênh review thêm của mình nha. Thì mình lần trước có review cái món mật ong các bạn, khá là ngon. Thì đợt này mình muốn chia sẻ với các bạn cách mà gọi là theo ý mình nha, quan điểm mình á là cách mà nhận biết có mật ong nào mật ong thiệt, mật ong nào mật ong pha, có mật ong giả thì mình không nói tới, mà đa số bây giờ chỉ có một là thiệt hai là pha, mình thấy nhất là pha rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ review chi tiết thử. Mình muốn review các bạn này nè. Thì bữa trước mình có thử là review mật ong cái loại này thì mình thấy khá là ok, giống kiểu như là gần như là mật thiệt các bạn nha. Rồi mình sẽ lấy một mật ong mình đang dùng ở nhà, mật ong chai đây. Đây mình không để nhãn, mà mình ý là mình không muốn review cái nhãn này mất công ảnh hưởng thương hiệu người ta nữa đó, nên mình chỉ để bạn biết là mật ong chai nè. Đó, mật chai để thị trường bán rất nhiều nha. Đây còn cái này thì mình sẽ nhỏ, nhưng mà mình có giỏ nha, đó mình sẽ thử coi giữa mật ong này, mật ong tự nhiên và mật ong mà tự nhiên mà có pha thì thấy như thế nào nha. Rồi ok, ở nhà mình thử phân biệt giữa hai loại mật ong này nha. Ok nha, đây là loại hai loại mật ong mình muốn review này nha, review mà so sánh các bạn đó. Đây mình so sánh thử, đây mình sẽ mở cho bạn xem nha, nhưng mà mình sẽ mở trước đi cả nhà xem. Đó, cái màu này nè, màu thì giống tự tượng nhau thôi, thơm. Này mở luôn bạn xem, màu thì giống tự tượng nhau ha. Nè hàng này có vẻ nó hơi nhạt xíu, và hàng này hơi đậm màu xíu. Đó, nhưng mà sao quan trọng mình sẽ thử coi như thế nào nha, chứ bắt là thấy màu này hơi nhạt xíu rồi nha. Đó thử thì thơm giống nhau luôn, vì hàng này được có nhiều hoa, mà cái hàng này nó thơm nhẹ mùi hơn mà nha. Hàng này thơm gắt mùi lắm, kiểu như nó nấu nước đường hay với pha với mật ong, hoặc là nấu nước đường với cái những cái nhuyễn hoa, những cái nguyên liệu mà tạo cái mùi hương nồng mà để mình suy nghĩ là nó là mật ong thiệt nha. Nhưng mà sự quan trọng các bạn thử nha. Đây mình sẽ lấy hai chén nước đi, thì mình sẽ nhiễu cái mật ong xuống coi thử có cái gì khác biệt không nha. Ok mình sẽ thử nha. Đây mình sẽ bắt đầu mình múc nha, mình thử hàng mật ong này trước đi. Đây mật ong này nè, mật ong mà theo mình nghĩ là đúng là tự nhiên. Đây mình sẽ lấy một chút xíu, mình sẽ nhỏ vô, bạn coi thử coi khác biệt không nha. Đây nhỏ vô nè, đó hai giọt. Nó sẽ tức là nó sẽ lắng xuống dưới và bắt đầu nó sẽ dính vào nhau nha. Đó, dính vào nhau, cái dính vào nhau rất là nhanh luôn. Đó, mà nó nè, nó khá là lỏng nha, không có đặc nha, nha. Nè khá là lỏng. Đó, thấy không? Cái tiếp theo mình sẽ thử thằng này nha. Đây mình sẽ chặt ngay đây đi. Màu vẻ đậm hơn kia ha, rồi mình sẽ thử vô nha, nhiều thử nha. Đó cũng khá là cách dính ha, mình sẽ thả thử một khúc có khác thôi. Ok ok này các bạn. Nè các bạn xem hai cái, thấy không? Hàng này nãy giờ nó mới chưa tan, mà màu rất là đẹp nè. Hàng bên phải của mình nè, mình đang cầm cái này nè, màu nãy giờ vẫn còn đẹp chứ không. Một phút chưa qua màu vẫn còn đẹp. Trong lúc này mới mình để bắt đầu nó hơi mờ cái màu rồi, thấy không? Tức là cái màu sắc của hàng này á, mặc dù nó nhạt hơn cái hàng kia, nhưng mà giữ cái màu trong nước rất là đẹp. Nãy giờ nó vẫn giữ màu, nó không có mất màu nè. Trong lúc này mình từ cái màu nó tan dần, tại vì nó có đường đường trong nó bạn, nó từ nó tan dần trong nước nha, nó không hòa tan. Hai hàng thấy không, nhìn bề ngoài thì hàng kia đậm màu hơn, nhưng mà lúc mà cho nước bắt đầu sẽ tan dần. Còn này nhìn thì bề ngoài thì á nó nhạt hơn, nhưng mà nó trong nước nó vẫn giữ cái màu tốt, không nó chưa có hòa tan nè. Đó chứ bắt là thấy cái hàng này khá ok nha. Đó là một hình thức để các bạn để biết được có nó có pha với đường không nha. Nó ok, mình thử nghiệm đầu tiên á. Ok các bạn, thì sau khi mình test xong các bạn nha, thì hai cái này đó nếu các bạn nhìn kỹ xem khác biệt nha, nhưng mình nếu các bạn so sánh vô thì mình thấy là cái thằng mật ong các bạn nó sẽ giữ cái màu tốt hơn. Tại đây nãy giờ mình để 5 phút trôi qua các bạn nha, là cái thằng mật ong mà nó pha nó sẽ bắt đầu nhạt màu dần, không màu nó sẽ không đẹp luôn, không hai thằng
5 phút chưa qua mà hàng này là cái màu vẫn còn đậm, hàng này bắt đầu màu nó nhạt dần rồi nha. Đó, chứ là nó có pha đường nó sẽ hòa tan với cái nước. Còn này nó bảo nguyên chất nên nó sẽ không bị hòa tan, vẫn còn giữ màu rất đậm nha. Ok, bây giờ tới bước quan trọng mình sẽ thử nếm thử nha. Đây. Đây, hai loại. Mở ra nha. Trước khi nếm mình sẽ uống miếng nước đi. Cho nó được thanh tẩy cái lưỡi mình. Nhưng mình sẽ thử cái màu này trước nha. Đây, đây các bạn. Nè. Thử trước nha. Màu này á nó nhẹ nhàng lắm, mà nhớ mình trước mình review á, nên mình nếm vô nó bị ngọt dịu dịu, sau đó nó tự tan hết luôn. Họ là không bị cắt ha. Và có vị thơm, cái mừng nhiều hoa rất là thơm. Đó, mà mình hửi nè, cũng khá là thơm. Thơm thơm dịu thôi nha. Đó chứ không không có cắt nào, rất là dịu dàng. Đó, ok, giờ mình sẽ thử cái mật ong này đi. À, thử cái mật ong này trước khi ăn mình cũng uống miếng nước luôn. Đó. Đây, thử miếng nha. Hết thôi. Đây, mình sẽ thử miếng các bạn xem. Lúc mình nếm á thì á cái nóng này các bạn, nó cũng nhẹ nhẹ, cũng có mùi thơm, nhưng mà cái hậu nó sẽ hơi cái cắt xíu, tại vì nó sẽ có pha chút xíu đường bạn nha. À, nè. Cái phần hậu á có vị đường hơi cắt. Còn này á không không bị đường nữa, nó sẽ rất là thơm và dịu. Đó, nó khác biệt nhỏ bạn nha. Tại vì sữa cái này nó pha đường vô, nó cũng có mật ong mà nó pha đường vô nên nó sẽ rẻ hơn mà hơi bị nguyên chất nha. Mình thử lại cho xem. Cái vị rất là thanh mà. Mà liếm vô một cái vị thơm lướt qua một cái hết. À, vị có cái phần mà hậu thơm nhẹ nhẹ của cái phần thơm của nhị hoa. Rất là thơm. Không có gắt nha. Rất nhẹ nhàng luôn. Còn này nó sẽ có chút xíu phần gắt, tại vì mình nói là đa số mật ong giờ nó pha nhiều lắm bạn ạ. Chứ ít qua phần thuần chủng lắm, nó cũng có mật ong mà nó pha với đường, nước đường khá nhiều. À, này nó lỏng hơn thấy không? Cái hàng mật ong này nó lỏng hơn nè, bên này nó lỏng hơn nè. Mình đưa nó đâu nó chịu ở đó nè, thằng này sẽ đặt hơn, nó có đường á. Nó sẽ mau khô hơn. Đó. Đó là cái mình muốn lưu ý thứ nhất, đó là các bạn cái màu sắc á. Hàng mật ong á nó sẽ giữ màu tốt hơn hàng này, màu rất là tươi. Thứ hai á là cái vị đường mật ong mà nó pha á nó sẽ bị gắt. Còn này sẽ không bị gắt. Và cái cuối cùng mình nói là mình để nha. Cái hàng đường á nó sẽ đặc hơn rồi nha. Nó sẽ chạy chậm hơn này. Nó sẽ chậm hơn tại vì đường á, nó nấu từ đường nó chậm hơn. Trong đó cái hàng này nó chảy rất nhanh luôn nè. Nó nhớ mới bỏ lên nó nhũ tiêu rồi. Nó tại vì nó lỏng các bạn. Đó, nó không pha đường, nó lỏng. Các bạn thì đây là chuyện cái ông mình muốn review nữa các bạn. Thì nãy mà ba cái lưu ý mình nói các bạn á, nhất là cái độ mà màu sắc á, khi các bạn cho vào nước á, thì thằng này nó sẽ giữ màu tốt hơn. Thứ hai á là cái vị gắt của này á, thằng này nó sẽ nhẹ nhàng hơn, này nó sẽ ngọt, có đường gắt hơn. Và thứ ba các bạn nhiễu lên cái muỗng á, mà thấy cái lượng ong mà chảy lên mà nó chảy chậm á, tức là nó đã có cái lượng đường nên nó sẽ dễ bị đông. Còn này đó nó là ong tự nhiên nên nó sẽ lãng, sẽ rất là dễ nhiễu nha. Đó, ba cái mà mình muốn lưu ý các bạn. Thì ngoài ra đó các bạn một cái thứ tư nữa bạn giải biết là giá tiền. Một ong mà đúng chính hiệu nha, gốc á rất là mắc mày, hũ nhỏ nhỏ xíu hơn cũng mắc tiền. Trong mình đó cái hũ lớn lớn nè, giá tiền nó gần bằng cái hũ nhỏ, mà hũ nhỏ này bằng một phần mấy chục hôm nay. Đó, thì các bạn có thể đánh giá được là cái ong thiệt á là nó có giá tiền, nó sẽ tương ứng với cái số tiền mà các bạn bỏ ra. Không phải nào các bạn bỏ số tiền rất là lớn mà là tương ứng với cái giá mấy cái ong mà nó hay như cái hũ lít ong gốc hãng cỡ như là mấy 400-500 ngàn trở lên đi, thì một cái này chỉ có mấy chục ngàn, thì các bạn nghĩ là sao mình có thế nào mà ong nguyên gốc được, trừ khi nó pha thêm đường nữa mà nha. Các bạn nên các bạn đừng có mà ham cái hàng rẻ sẽ đi cùng một chất lượng nó như thế nào mà các bạn tự hiểu nha. Đó, mình chú ý là cái đầu tư là về giá tiền thôi. Đó,
cái bạn lên Shopee gõ ra rất nhiều lắm đó. Cho nên là cũng ghi là ông nguyên chất các bạn, thì đúng là ông nguyên chất thiệt, nhưng mà có pha hay không là chuyện của người ta, mình không biết nha. Mà mình chú ý các bạn thôi, các bạn nếu mà muốn mà đồ xịn thì các bạn phải bỏ thêm tiền để mua đồ xứng đáng nha. Đó, được cái ham rẻ thì vẫn dùng được nha, nhưng mà không phải ông thiệt nha. Mà ông chính gốc là sẽ khác nha các bạn nha, lưu ý. Đó, mình chú ý các bạn thôi, là bốn lưu ý luôn rồi nha. Hãy nhớ nha. Chúc cả nhà có được sự lựa chọn sáng suốt nha. Đó. Rồi, hẹn cả nhà ở clip sau nha. Bye bye.